thực sự ra là đến bây giờ phút này, đến ngày hôm nay rồi thì chị có thể là tiễn con em mình ra sân bay thế này, thì rất là mong muốn rằng có mọi người và tất cả các em học viên này tin tưởng An Thị Thành hơn, để mà như chị thì chị có thể là cảm ơn em và cảm ơn tất cả các bạn ở trong đó. Em biết đến AVT vì trong một ngày đẹp trời, lúc đăng lượng Facebook thì em nhìn thấy một bảng quảng cáo. Sau khi đọc qua thì em thấy rất là hấp dẫn nên em đã quyết định đi theo chương trình là du học nghề điều dưỡng của trung tâm AVT. Dạ, kỷ niệm đáng nhớ của em nhất là đó là lúc mà em nghe tin em rớt visa lần một. Lúc đó thì cảm giác thật sự rất là hoang mang. Nhưng mà nhờ có các chị tư vấn viên và cũng như là phòng hồ sơ đã động viên và giúp đỡ em để tiếp tục làm lại lần hai và có được ngày hôm nay. Mình là học viên ở trung tâm khác nhưng mà mình tin tưởng An Việt Thành nên đến ở An Việt Thành làm hồ sơ. Mình xin gửi lời cảm ơn đến chị Quỳnh Nga, tư vấn viên, và chị Hà và chị làm hồ sơ cho mình là chị Nhi. Các chị đều rất nhiệt tình với mình ạ. Tư vấn viên rất là nhiệt tình, năng nổ và là thật là chu đáo. Đặc biệt là chị Thúy và chị Nhi ở trên phòng hồ sơ đã giúp đỡ em rất là tận tình. Và cảm ơn công ty đã tạo điều kiện cho em được thực hiện ước mơ của mình. Hai vợ chồng tôi thu xếp thế là lên trên này. Có người giới thiệu trên tờ giấy rồi đấy, là hai vợ chồng tôi dẫn em lên trên này, dẫn cháu lên trên này, thế là hỏi thế là cho cháu nhập học ở đây. Bởi vì cháu cũng nguyện vọng, cháu thích là từ khi học cấp 3 xong cái là cháu đã cũng nguyện vọng rồi. Thành ra là vợ chồng tôi phải giúp đỡ cháu, cổ vũ cho cháu, đồng tình cho cháu. Tuổi trẻ thì bao giờ có những ước mơ và những cái dự định, thì phụ huynh thì nên quan tâm và tôn trọng cái quyết định của các em. Cái này thì chúng ta nhận thôi ạ.